hello xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh youtube của mình thì hôm nay có hai bạn nhỏ nè tới nhà chơi cái hai bạn nhỏ này ở nhà rất là xa luôn đó. thì hôm nay hai bạn tới chơi nhưng mà không có báo trước cho mình nữa mình cũng bất ngờ lắm nên mình không có thủ sẵn để mình quay cái video cho các bạn thì bây giờ mình sẽ quay sơ sơ thôi đó các bạn thấy các bạn nhỏ này lại chơi không đó <laughs> lại chơi nè lấy tất cả các con ướp da nghịch nè không thích chơi con nào thì lấy tự động lấy con đó luôn đó đó các bạn thấy không nhất là tự nhiên luôn thì các bạn nào mà ở gần nhà mình hoặc là ở khu vực tây ninh hay là gì gần gần á mà có thể tới nhà mình chơi á thì cứ lại chơi thoải mái đó tha hồ chơi luôn nè thấy mấy bạn nhỏ này không đó tha hồ luôn muốn lấy con nào muốn trải nghiệm con nào thì chơi con đó nhiều khi các bạn giống như các bạn không có tiền á các bạn mua được những cái con gan hay con xịn sò đó nếu mà các bạn gần nhà mình thì các bạn cứ lại chơi không lại rồi lấy cầm chơi trải nghiệm luôn đó để cho biết Ví dụ như các bạn cũng muốn mua mà sợ gian dạng như là mua mà sợ mình mua lầm mua hố đó thì có thể lại cầm chơi trải nghiệm mà thấy ok thì ở đồng mình đặt hàng mình mua cũng được đó nói không trả lại rất là vui luôn tại vì hai bạn này ở nhà rất là xa luôn đó mà lại bất ngờ quá nên mình không có thủ sẵn để mình quay video nó hay cho các bạn được thì mình chỉ quay sơ sơ nè đó quay cái mấy cái cảnh này các bạn lại chơi nè đó thì mình cũng có nói với hai bạn này đó là chủ nhật hay là về rảnh rảnh á mà nghỉ học á nói chung là bữa nào mà rảnh mà nghỉ học á là cứ kéo lại đây chơi càng đông càng vui thì lúc đó mình sẽ sắp xếp mình chơi mini game hay là mình chơi những cái trò chơi gì đó để phục vụ cho các bạn đó sẵn rồi mình quay video cho các bạn coi luôn đó thấy hai bạn nhỏ lại chơi vui không đó, mình đang ở nhà hai bạn này tự nhiên không rất là xa luôn á tự, tự nhiên không biết làm sao á mò tới nhà mình luôn <laughs> Đó, rồi bắt đầu không lại chơi thoải mái luôn nè các bạn thấy không không thích thích con nào là lấy chơi con đó không đó các bạn thấy không đó. <laughs> nhà nhà xa lắm nói chung là cũng ở tây ninh nhưng mà không có ở gần mình thì mình biết cũng có một số bạn ở gần nhà mình thì bạn nào mà cứ thích lại chơi thì cứ lại thoải mái thôi đó muốn chơi con nào chơi còn muốn mua thì mua thôi đấy thì uh, hai bạn nhỏ này là được ba đó trở lại nè chơi nè tại vì nói là ừ, có coi kênh của mình á mà cũng rất là thích uh, video mình ngày nào cũng coi video của mình nữa đó, đó giờ hôm, hôm bữa nghe mình nói đó, là nếu mà ở, ở gần nhà mà lại chơi đó thì cứ lại chơi đó không lấy con đồng hồ lóc ra chơi nè không đủ thứ luôn muốn lấy con gì lấy à, nói chung ra là hai bạn này lại chơi là rất là lâu luôn á, ở lại chơi mấy tiếng đồng hồ luôn á nhưng mà mình chỉ quay được sơ sơ mấy cái cảnh này cho các bạn xem thôi tại vì mình chưa có kịp lên giống như lên ý tưởng lên kịch bản quay sao cho nó hay á đó thì mình chỉ quay sơ mấy cái cảnh là đó mấy bạn này lại chơi thôi chứ nếu mà hai bạn này mà lại mà báo trước cho mình biết á mình biết á thì mình có thể mình lên kịch bản để mình quay sao cho nó hay cho các bạn coi <laughs> bạn thấy không hả rồi thì các bạn nào mà cứ ở gần nhà thì cứ mạnh dạng lại chơi không có điều kiện thì kêu ba mẹ chở lại chơi còn bạn nào biết thì lại còn bạn nào chưa biết thì có thể bê em inbox bên facebook của mình và mình chỉ đó thì nhà mình ở khu vực tây ninh á thì bạn nào gần thì cứ lại chơi thoải mái thì mình cũng có hẹn hai bạn này rồi là tới chủ nhật này nào là hai bạn nó sẽ hoành lại chơi lần nữa đó rồi thấy không rồi cảm ơn hai hai bạn nhỏ lại chơi nha rồi hẹn hẹn gặp lại các bạn ở uh, những cái video tiếp theo đó rồi có thể là chủ chủ nhật này là hai bạn này lại chơi nữa nè dẫn thêm bạn bè lại chơi nữa nè rồi đó <laughs> rồi uh, chúc các bạn xem video vui vẻ nha nhớ uh, like đăng ký và chia sẻ video cho mình nha để mình có động lực mình ra những cái video tiếp theo cho các bạn nữa